Hi, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ngắm các bé gùa ngoại lai, gùa cạn đang có tại bé shop nha các bạn. Đây, giới thiệu các bạn bé bự nhất, bé để sắp nuôi nè, không có bán nha các bạn. Đây, đây là bé dòng gùa Sunkata. Mấy bé này cũng là Sunkata luôn nha. Đó. Bé nhỏ nhất là bé dòng gùa ngang nha các bạn. Đó. Bé này là dòng gùa Red Food. Đây rất là đẹp nha các bạn. Này mình sẽ mang các bé ra đây phơi nắng. Đây, chúng ta sẽ cùng xem các bé sẽ làm gì. Ồ, anh nó cắn đó anh. Mà cắn được. Đây, cùng đó là chúng ta đang gì? Chó đi ra chơi. Bé kia Saban nha. Đây là bé Hồng Út chế đáp. Phơi nắng màu mè rất là đẹp nha. Đấy. Cái mùa buổi sáng mà có nắng chúng ta phải tranh thủ phơi. Rồi bé kia đi nhanh quá. Đâu vậy con? Bây giờ chơi với mấy đứa trong này nè. Bớt phá đi con. Con nó biết trốn ra ngoài chơi không? Đây là một bé sao đêm nha các bạn. Của nước lâu lâu phải mang ra phơi nắng. Trong này có gì đây? Hai bé Kỳ Đà Vân nha. Cái Kỳ Đà Hoa Thái chứ. Kỳ Đà Hoa Thái cũng phải cần phơi nắng nha. Đấy, để bắt về cho bạn coi. Chúng ta sẽ cùng ngắm nhé. Thì khá là sung. Đấy. Miếng nè. Nào cũng đẹp hết trơn. Ơi, nó ẩy rồi. Cái con này nó ăn tháo. Ok, sau khi mình đi dọn dẹp cho Kỳ Đà Vân xong, Kỳ Đà Hoa Thái xong, quay trở lại đây. Đây là một bé rùa Mata nha các bạn. Đấy, rùa lá rất là đặc biệt nha. Cũng của shop để nuôi chơi luôn. Đấy. Lâu mình mang ra phơi nắng thôi. Vì con xanh vào đó. Không biết. Này. Nghe chơi, xanh vào đó. Chơi này con. Bọc quá. Nè quay nè. Đi chơi gì không con? Không có nhiều đó. Chạy ngoài này thôi con. Savan là dòng bò sát ăn thịt, ăn sâu dế được nha các bạn.
quay nó kìa. Ok, chúng ta sẽ đến với các bé khác. Đáp. Đây nữa nè em. Anh để vô nó cắn con rùa sao? Nó có cắn rùa đâu. Nó hút làm sao? Không. Rất là đẹp nha các bạn. Cái bà con đó vậy á. Quay xíu cho vô. Hả? Sánh rồi. Ồ, biết leo kìa. Nó leo lên được rồi. Hay chứ, đi đâu vậy con? Leo lại cho mọi người coi coi. Leo lên, cố lên. Đó. Đi lên con, quá hay. Cái này biết đi vô nhà nữa nha các bạn. Nắng rồi. Buốt rồi, miếng buốt nè ôn. À này à, này bắt thay nè ôn. À thông thì bắt thay nữa. Thằng khi thế. Thay nước bông miên lụa không, bông lửa ọt. Ăn như mấy đứa kìa. Ăn như chi ăn mấy bạn kìa. Đó. Mang luôn đi. Bé kia lẻn lẻn đi vô nhà. Hay thiệt chứ. Đấy. Thiếu một con. Sao thiếu được đủ rồi đó. Anh út chân tia ra. Ồ. Em nó cắn con đó mình rút con út đi luôn á. Mà cắn. Đấy. Nó ăn rồi út ăn tại em hoài. Đó đó. Sao người ta lanh dữ vậy? Vô con. Vậy muốn sao? Vậy muốn sao? Chúng ta đang coi các bé rùa ăn nha các bạn. Đây. Ồ. Hồi nãy thấy Savan nó kình bụng lên rồi. Bé này bé đáp thì rắc nha các bạn. Dòng này dòng ăn rau thôi nha các bạn. Đó. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của Bé Shop nha. Có rất nhiều các bé hay. Nãy giờ quên nói đến bé này. Phù hợp lưng đen. Xe baby nha, dễ thương lắm. Các bạn thích chơi bé gì thì có thể liên hệ với Shop theo đường link Facebook hoặc Zalo bên dưới nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye. Chờ hai bé đi, hai đứa này đang đào tẩu đi đâu đây?
Bye bye.